Kính thưa quý vị, 5 triệu con chó bị giết thịt mỗi năm ở Việt Nam. Những ngày gần đây, trên các trang web xã hội lan truyền bức ảnh một bé gái đang khóc nức nở bên cạnh chú chó đã bị thui vàng, dấy lên nhiều tranh cãi. Từ một vật nuôi gần gũi trung thành với con người, những chú chó bị bắt trộm, giết thịt và trở thành món mồi ngon trên bàn nhậu. Theo thống kê của Liên minh Bảo vệ Chó Châu Á hay ACPA, thì có tới 5 triệu con chó bị giết thịt mỗi năm ở Việt Nam. Còn số khổng lồ này không chỉ làm giật mình với những người yêu động vật, mà còn cả với những người thích ăn thịt chó cũng theo acpa nguồn cung cho thị trường thịt chó chính yếu từ việc buôn bán chó nuôi và chó bị bắt trộm các chú chó bị bắt bằng kiềm sắt kẹp quanh cổ hoặc chân sau đó bị kéo lê rồi nhấc lên xe tình trạng này đã trở nên rất nghiêm trọng khiến nhiều gia đình trong cả nước phải làm hàng rào để bảo vệ chó của mình cả xã hội phải gánh chịu các chi phí và sự bất tiện này trong khi nạn buôn bán chó trái phép vẫn tiếp diễn hàng ngày mỗi vụ trộm chó thành công có thể lãi đến hàng triệu đồng là nguyên nhân chính dẫn đến việc cẩu tặc ngày càng lộng hành có đến hàng trăm vụ ẩu đả mỗi năm được ghi nhận nguyên nhân từ trộm chó cẩu tặc ngày càng hung bạo khi sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng như súng bắn đạn hoa cải súng điện tự chế để chống trả khi bị truy đuổi sau khi bị bắt những chú chó thường bị vận chuyển qua các chặng đường dài đôi khi kéo dài đến vài ngày chúng thường bị nhồi chặt trong các lòng củi mà không được ăn uống và thường phải chịu đựng bệnh tật cũng như các vết thương do bị đối xử thô bạo rất nhiều chú chó đã chết vì ngạt thở và mất nước trước khi chúng đến được điểm cuối cùng. Được cho là nguồn thực phẩm giàu chất đạm và ngon miệng, tuy nhiên việc buôn bán, vận chuyển và giết mẫu chó với số lượng lớn lên đến hàng triệu con mỗi năm lại gây ra nguy cơ lớn đối với sức khỏe con người mà điển hình là bệnh dại, dịch tả và các bệnh nguy hiểm khác.